Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài tập về tính tổng. Và trong cái video lần này thì mình sẽ tính cái tổng SN bằng 1 chia 1 nhân 2 cộng 1 chia 2 nhân 3 cộng chấm chấm cho đến 1 chia cho N nhân N cộng 1. Với cái N này chính là cái số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím. Và đây là cái giá trị tổng quát của các phần tử ở trong cái chuỗi N này. Rồi mình sẽ giải quyết bài toán như sau. Thì đầu tiên cũng như các bài khác thì mình sẽ khai báo cái thư viện cho nó. Đúng không ạ? Ở đây thì mình khai báo một cái thư viện là như sau. Mát đúng không ạ? Rồi sau khi khai báo thư viện thì các bạn được đi vào cái hàm main. Đây, sau hàm main thì mình cũng khai báo một cái bên N và một cái bên tổng. Kiểu của nó là kiểu plot, kiểu xuất thực đấy ạ. Đúng không ạ? Và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0 luôn ạ. Rồi sau khi khai báo biến thì ta bắt đầu in ra màn hình để nhập số N vào đó. Đúng không ạ? Rồi sau khi in thì ta sẽ sử dụng câu lệnh scanf. Đúng không ạ? Vì nó là số tự nhiên nên đây sẽ là phần trăm D và đây sẽ là và N, đúng không ạ? Sau khi đã nhập N vào thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. Đây, với cái biến chạy ban đầu sẽ là y bằng 1. Cứ tạo là gì đó luôn ạ. Và cái biểu thức của nó, điều kiện của nó là y kén hoặc bằng N. Và sau đó sẽ tăng y lên. Với y bằng 1 mà y bé hơn N và đúng thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh s bằng s cộng cho biểu thức của đây, tổng quát của nó là bằng 1 chia cho n nhân n cộng 1, đúng không ạ? Thì ở đây y lúc này thì nó đóng vai trò như n, đúng không? Thì đây thì ta sẽ làm như sau. Plot này các bạn để trong giống ngoặc nha. Thì mình định nghĩa lại cái kiểu dữ liệu cho cái biểu thức này. 1 chia cho N, đúng không ạ? N ở đây sẽ là y nhân y cộng 1, đúng không ạ? Đây. Thì đây là các bạn có thể thấy thì cái biểu thức đây nó cũng tương tự như đây. Cái dạng của nó giống như cái dạng đây. Này. Vì vai trò của y và n lúc này là như nhau. Và sau khi đã tính tổng s rồi thì ta bắt đầu in ra màn hình cái kết quả. Kết quả cần tìm là, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ đặt đây là phần trăm f vì s của nó, tổng của nó là kiểu plot, kiểu số thực, đúng không ạ? Đây mình sẽ đặt là s. Rồi. Ở đây vì sao mình chọn plot thì các bạn cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì bài tập này nó cũng là tương tự như những cái bài tập trước, nó chỉ thay cái công thức tính thôi. Thì trên đây là cái đoạn code mà mình đã viết cho cái bài tập này. Và sau đây thì mình sẽ chạy cho các bạn xem ạ. Rồi, ở đây thì nó là in ra cái màn hình để chúng ta nhập vào số N. Ở đây mình nhập 3 thì nó in ra là 0.75, đúng không ạ? Ta kiểm tra lại xem nào.
ạ. Nếu như bằng 3 đúng không ạ? 3 thì là sẽ là 1 chia cho 1 nhân 2 cộng cho 1 chia cho 2 nhân 3 cộng cho 1 chia cho 3 nhân 4 đúng không ạ? Đấy. Nếu các bạn hãy sử dụng, có thể sử dụng cái máy tính cầm tay để kiểm tra lại đúng không ạ? Thì đây là kết quả của cái phép tính như này. Đấy. Ví dụ ta thử với một cái số khác. Ví dụ ta thử là 5.6 được. Đấy thì nó đã ra kết quả đây. Đúng không ạ? Thì trên đây là một cái cách để giải cái bài tính tổng SN bằng 1 chia 1 phần 2 cộng 1 chia 2 phần 3 cộng 0 chấm cho đến 1 chia n cộng 1 đúng không ạ? Đấy. Và ở cái bài tập này thì các bạn cần lưu ý ở những điểm như sau. Thứ nhất, khi các bạn khai báo cái tổng S thì các bạn phải đặt cái kiểu dữ liệu cho nó là kiểu float hoặc là double đúng không ạ? Tức là nó phải là kiểu thực đúng không ạ? Và khởi tạo giá trị cho nó bằng 0 ban đầu thì nó mới đúng được. Đấy. Vì ban đầu nó chưa có gì đúng không ạ? Và ở đây khi các bạn tính công thức tính tổng này đúng không ạ? Thì ở cái tính 1 chia cho 1 nhân y ký cộng 1 này. Đấy. Thì các bạn cần phải add cái kiểu cho nó. Tức là nó kiểu số thực đúng không ạ? Vì ở đây là nó là số nguyên, y là số nguyên đúng không ạ? Thì nó hiệu 1 chia cho cái biểu thức y nhân y cộng 1 này là một số nguyên đúng không ạ? Tức là 1 là số nguyên chia cho một số nguyên thì kết quả của nó sẽ là một số nguyên. Đấy. Nên là các bạn cần phải định dạng lại cái kiểu dữ liệu cho nó là kiểu plot thì kết quả nó mới đúng được. Đấy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.